đã bắt giữ được tên trùm ma túy huyền thoại Joaquin Guzman. Hôm qua, một viên chức cảnh sát cao cấp của Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt giữ được tên trùm ma túy huyền thoại Joaquin Guzman sau khi thu được chiếc điện thoại của con trai một cấp phó của y tại biên giới với Mexico. Guzman là tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Mexico và là tên trùm cầm đầu băng ma túy Sinaloa khét tiếng nhất thế giới. Y đã bị lực lượng thủy quân lục chiến Mexico kết hợp với các đặc vụ Hoa Kỳ bắt giữ tại quê nhà ở Sinaloa, mà không phải nổ một phát súng nào. Đây được coi là một thắng lợi vang dội của chính phủ Mexico trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy hùng mạnh trong nước, và là kết quả thành công trong hợp tác giữa các lực lượng an ninh Hoa Kỳ và Mexico. Chiếc điện thoại đã khiến cho tên trùm huyền thoại Guzman bị bắt giữ là của Serafin Ostis, cha của Serafin, được cho là sẽ kế nhiệm chức vụ trùm bang Sinaloa sau khi Guzman bị tóm. Serafin bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái khi đang tìm cách vượt biên từ Mexico sang Hoa Kỳ và bị truy tố với tội danh buôn bán ma túy.